Sau đó để um, được xem là nhà ở có sẵn thì nhà ở là phải có biên bản uh, nghiệm thu đưa vào sử dụng ha các anh chị. Nhưng mà cái biên bản nghiệm thu này nó sẽ bắt buộc đối với uh, nhà ở đầu tư xây dựng theo dự án. Còn đối với nhà ở riêng lẻ mà do hộ gia đình cá nhân tự đầu tư xây dựng thì không có bắt buộc phải có biên bản nghiệm thu. Thì... Uh, nếu như nhà do hộ gia đình cá nhân tự đầu tư xây dựng thì để được xem là nhà ở có sẵn thì nhà ở này phải có hệ thống điện nước, uh, nước để đảm bảo phục vụ sinh hoạt phải có hệ thống điện nước để đảm bảo phục vụ sinh hoạt. anh thì thì được xem là nhà ở đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng. Còn nếu như không đáp ứng được cái điều kiện này thì sẽ được xác định là nhà ở hình thành trong tương lai. thật ra cái hướng dẫn này nó cũng không có bao quát được tất cả các trường hợp các anh chị vì các anh chị thấy trên thực tế thì cũng có trường hợp người dân người ta không có ví dụ người ta vô điện được nhưng mà không có vô nước được thì có được xem là có cái hệ thống điện nước để đảm bảo sinh hoạt hay không dù là nhà ở có sẵn hay là nhà ở hình thành trong tương lai gì thì cũng đều có thể đưa vào giao dịch được hết ạ. Nhưng mà dĩ nhiên cái điều kiện để đưa vào giao dịch thì sẽ có sự khác biệt giữa hai loại nhà này thì tới bài 3 chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp. Rồi chúng ta sang cái nội dung phân loại tiếp theo là dựa vào kết cấu công trình và quyền sử dụng đất thì nhà sẽ được chia ra thành hai loại là nhà ở riêng lẻ và nhà chung cư. Đầu tiên là nhà ở riêng lẻ. Theo đó, nhà ở riêng lẻ là nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt, thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức hộ gia đình cá nhân, không có biệt thự nhà liền kề hoặc là nhà độc lập. À, cái khái niệm nhà ở riêng lẻ thì được quy định tại khoản 2 điều 3 của luật nhà ở đó. Còn nhà chung cư là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình cá nhân tổ chức, gồm có nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích hỗn hợp để ở và kinh doanh. Cái khái niệm nhà chung cư thì được quy định tại khoảng 3 điều 3 của luật nhà ở. đối với nhà ở riêng lẻ thì được hiểu một cách nôm na là nhà xây trên nền riêng ha các anh chị kể cả là nhà liền kề ví dụ như trong các cái dự án nhà ở mà chủ đầu tư xây dựng các cái dãy nhà có nhiều căn liền kề nhau tường chung luôn ha các anh chị à, nhưng mà vẫn được tính là nhà ở riêng lẻ tại vì vẫn xây trên nền riêng còn nhà chung cư thì có bản chất là trên một diện tích đất thì xây dựng nhiều tầng mỗi tầng có nhiều căn hộ À, trong cái tòa nhà đó thì sẽ có phần thuộc sở hữu riêng, phần thuộc sở hữu chung và có cái hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung. Vậy trong nhà chung cư thì cái chỗ nào là thuộc sở hữu riêng, cái phần nào là thuộc sở hữu chung. Nhà chung cư thì phần nào thuộc sở hữu riêng, phần nào thuộc sở hữu chung? cái gì? Đầu tiên là luật á, quy định cái phần thuộc sở hữu riêng trước á, và luật quy định theo cái cách thức là trừ cái phần riêng ra thì những phần còn lại là thuộc sở hữu chung. Vậy chúng ta xác định phần sở hữu riêng trước nha các anh chị. Thứ nhất đó là phần diện tích bên trong căn hộ. Phần sở hữu riêng đây là phần bên trong căn hộ nha các anh chị. Tức là tính theo kích thước thông thủy. Tính lọt lòng các anh chị. Cái tường bao căn hộ thì tính là phần sở hữu riêng, chung. Rồi. chung. À, cái thứ hai nữa là... Ban công hoặc là lô gia. Thì phần đó cũng là thuộc sở hữu riêng. À, cái thứ ba nữa là bãi đổ xe ô tô các anh chị nếu như chủ đầu tư bán thì muốn có chỗ đổ thì cũng phải mua thì cái phần đã mua đó cũng sẽ được tính là sở hữu riêng rồi cái phần còn lại trừ những phần thuộc sở hữu riêng thì sẽ thuộc sở hữu chung của tất cả chủ sở hữu nhà chung cư nếu tính về quyền sử dụng đất thì nhà ở riêng lẻ được hiểu một cách năm na là nhà thuộc sở hữu riêng và đất thuộc quyền sử dụng riêng. Còn đối với nhà chung cư thì cái phần nhà đó, các anh chị thì trong cái tòa nhà là có chỗ thuộc sở hữu riêng, chỗ thuộc sở hữu chung rồi. Còn đất ấy, là người sở hữu căn hộ chung cư là có quyền sử dụng đất hay không? Ví dụ như uh, tôi đi mua một cái nhà ở riêng lẻ mua trong dự án luôn ha, các anh chị và mua của ông chủ đầu tư luôn thì khi mà chủ đầu tư bán nhà cho tôi thì chủ đầu tư cũng sẽ chuyển luôn quyền sử dụng đất à, mà có cái nhà đó gắn liền cho tôi tức là mua nhà ở riêng lẻ thì sẽ có nhà và có đất có cả nhà và đất còn trường hợp tôi đi mua một căn hộ chung cư thì tôi sẽ được quyền sở hữu phần căn hộ còn đất là tôi có quyền sử dụng đất hay không ạ à? có quyền sử dụng chung, à, dạ đúng rồi ạ à. đất à, để xây dựng nhà chung cư là thuộc quyền sử dụng chung của tất cả à, chủ sở hữu nhà chung cư ha các anh chị chứ không phải mua căn hộ là chỉ có căn hộ mà không có đất nha các anh chị, nhà dạ, đất này là thuộc quyền sử dụng chung tức là tôi mua một căn hộ thì tôi cũng sẽ có phần quyền sử dụng đất, à, cái phần của tôi nằm chỗ nào thì không có xác định được các anh chị, không có xác định cái vị trí phần quyền sử dụng đất nhưng mà có thể tính ra được cái tỷ lệ phần quyền sử dụng đất ạ à thì cơ sở pháp lý các anh chị xem thêm trong điều uh, xem thêm trong điều 49 của nghị định 43 năm 2014 ha các anh chị. Cái nghị định 43 là nghị định hướng dẫn thi hành cho luật đất đai các anh chị. Và điều 49 là quy định về đất xây dựng nhà chung cư. Thì trong điều 49 có quy định là đất xây dựng nhà chung cư là thuộc quyền sử dụng chung. rồi chúng ta vừa tìm hiểu qua cái um, cách thức phân loại nhà ở thì nhà sẽ được phân loại thành nhiều loại khác nhau dựa vào nhiều cái tiêu chí khác nhau chúng ta sang nội dung thứ ba là về các cái đối tượng được sở hữu nhà ở tại việt nam và được cái điều kiện để sở hữu nhà về đối tượng được sở hữu nhà ở tại việt nam thì quy định tại điều 7 của luật nhà ở và có ba nhóm đối tượng ạ. Thứ nhất là tổ chức hộ gia đình cá nhân trong nước, thứ hai là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thứ ba là tổ chức cá nhân nước ngoài. cái đối tượng chúng ta thấy ở đây là kể cả là à, cá nhân nước ngoài là cũng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam luôn ha các anh chị. Nếu như xét về đối tượng cá nhân thì có ba loại cá nhân: một là cá nhân trong nước nè, thứ hai là người Việt Nam định cư nước ngoài nè, và thứ ba là cá nhân nước ngoài. À, vậy thì um, cá nhân trong nước là công dân Việt Nam già sinh sống ở trong nước, còn người Việt Nam định cư ở nước ngoài là người như thế nào ha các anh chị? thế nào là người Việt Nam định cư ở nước ngoài ạ? người việt nam định cư ở nước ngoài thì là người um, còn quốc tịch việt nam hay là không còn quốc tịch việt nam hả à?